Rồi, nay bên Nam Đông lại mới vào tiếp bằng con hai cầu Ben để thắng hơi lốp đôi. Đây là thùng dài 3m3, rộng 2m08 nhá. Cầu Hino 3,5 10 lát này, tắc cây lớn nhá. Ben 2T, thùng lũ 10 ốc đôi hết nhá, là U8. Chassis liêu 15. Máy che mới đồ đầy đủ hết nhá. Số 3,5. Đây Ben. Ben cóc Ben này, bốt Hyundai. Bốt nhẹ, thắng hơi. Còi. Đèn đóm đầy đủ hết nhá. Đèn LED. Công tắc là bên kia. Máy vào 10 vào 3 đây ta. Máy 30 Tiger. Máy đẹp cốt cho bung nha. Xài bình dầu độ rồi. Này nhìn hơi xấu nhưng mà đựng được nhiều mà chắc. Lớp trước lớp 6 mà 14. Mâm dày. Bài bán hết nha, cùng chung cùng đồ đầy đủ hết này. Toàn số cô giáo. Một con nhông. Đi mô mới thay, bơm tay lái mới thay. Tời đầu lớn. Con này có lăn rút gỗ đằng sau luôn nè. Đây rút con đằng đây. Đi gầm đi ra đấy, đi lên. Lớp trước cũng đẹp. Này cúp mát này, đèn đó nó đầy đủ hết này. Đèn LED 3 bóng bên kia đây, bóng trước này nữa, bóng trước này chưa bật. Còn bóng trước này bị mấy sóc bay gì? Bình đề 150. Bình đẹp nha. Hồng mỏng đẹp, lốp dép cũng được. Để máy. Anh em quan tâm cái nối alo nha, 0384545901, Zalo 0958371432. Xem xe trực tiếp xuất hiện Gia Lai nha. Anh em mua đất hoặc đổi bù đều được nha. Nhận mua bán trao đổi các loại luôn nha.